Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn hóa học lớp 10 được soạn theo chuẩn công văn 5512. Bản giáo án này do các thầy cô của Tech 12 giờ thực hiện. Như trên màn hình thì chúng ta có thể thấy đây là bài soạn của bài khái quát về nhóm halogen. Theo như công văn 5512 thì giáo án sẽ có những phần như sau. Phần 1 lớn mục tiêu. Phần 2 lớn là thiết bị dạy học và học liệu. 3 lớn là tiến trình dạy học. Và trong phần tiến trình dạy học chúng ta sẽ có 4 hoạt động như sau. A là hoạt động khởi động. B là hoạt động hình thành kiến thức. Và trong hoạt động hình thành kiến thức thì sẽ chia ra những hoạt động nhỏ riêng và mỗi hoạt động nhỏ thì sẽ có 4 bước hoạt động. Bước 1 là chuyển giao nhiệm vụ. Bước 2 là thực hiện nhiệm vụ. Bước 3 là báo cáo, thảo luận. Bước 4 là kết luận và nhận định. Tương tự, những hoạt động tiếp theo cũng sẽ có 4 hoạt động như trên. C và D là hoạt động luyện tập và vận dụng. Chúng ta hãy cùng đến với bài tiếp theo. Đơn chất halogen. Thì tương tự như bài 1, chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần 1 lớn mục tiêu. 2 lớn thiết bị dạy học và học liệu. 3 lớn là tiến trình dạy học. Và trong phần tiến trình dạy học thì chúng ta cũng sẽ có những hoạt động trải dài từ hoạt động khởi động cho đến hoạt động vận dụng. Và những phần này thì đều được soạn chuẩn theo công văn 5512. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xem một bài bất kỳ khác nữa để thầy cô yên tâm được là tất cả các bài có trong giáo án này thì đều được soạn theo chuẩn công văn 5512. Thì Tech 12 giờ sẽ kéo xuống và chọn lấy một bài bất kỳ. Đây chúng ta sẽ cùng đến với một bài. Đó là bài thực hành số 6, tốc độ phản ứng hóa học. Thì tương tự như bài 1 và bài 2 mà Tech 12 giờ đã giới thiệu trước đó thì bài thực hành số 6 này cũng sẽ có 3 phần, 1 lớn, 2 lớn và 3 lớn. Tất cả các hoạt động dạy và các bước có trong mỗi hoạt động thì đều được soạn tương tự như là bài 1 và bài 2. Đó, như vậy thì thầy cô cũng đã thấy thì tất cả các bài học có trong chương trình Hóa học lớp 10 thì đều được soạn theo chuẩn công văn 5512 một cách chi tiết và đầy đủ. Hy vọng là Tech 12 giờ đã cung cấp đến cho thầy cô một cái tài liệu hữu ích trong việc dạy học. Cảm ơn thầy cô đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.